Trạng Nguyên đó hả? Ừ, thì sao? Đúng là như lời đồn. Đẹp trai đó. Nó nói gì vậy? Nó khen bạn đó. Em là Mỹ Dung. Mỹ Dung là ai? Anh không biết em hả? Lần đầu gặp mặt nó hỏi tôi biết nó. Sao biết? Không, em chỉ thấy lạ thôi. Tại vì học sinh khu này ai cũng biết em hết á. Ai cũng biết? Tổ trưởng tổ dân phố hả? Ok ok. Ăn. Đau đau. Biết hot girl trường Minh Khai đúng không? Nghe rồi đó. Nó nói là hot girl trường Minh Khai, nổi tiếng lắm đó. Không sao, anh không biết em thì em với anh từ từ tìm hiểu cũng được mà. Tìm hiểu gì? Thôi, biến vô khác chơi, biến không? Tôi nghĩ tôi với bạn nên biến về nhà chơi bóng vui hơn đó. Thôi đi 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 đi. Hello. Sao? Em thật sự rất thích anh. Em nghiêm túc đó. Thích tôi hả? Ừ. Vậy thì cầm nó lên, kiếm thùng rác mà dục. Nhà tôi không phải cái thùng rác. Buông ra. Bộ anh không thích em một chút nào luôn á hả? Tôi nói là buông ra. Muốn gì? Đơn giản, em chỉ muốn anh thích em. Gì vậy? Ai đây? Ai mà biết. Gì vậy? Kiếm thùng rác mà dục đi. Trạng Nguyên, rồi sẽ có ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Nè, Nguyên tặng á. Trời ơi, cô không nghĩ á là Nguyên của mình cũng có fan hâm mộ luôn ta ơi. Rồi sẽ có một ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Thôi đi, đừng có nói nữa. Rồi sẽ có một ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Nhây hoài à, đừng có nói nữa. Ủa, chị mới tới hả? Tôi biết, biết tin gì chưa? Hồi nãy lúc ở ngoài cổng nhà mình á, đi tới cũng không. Im đi đúng không? Ừ, có đó. Có gì đâu, đi lên. Cái tay tao của mình thối quá rồi. Dạy cái gì? Có cái tay ra ngoài. Đây, em thử thay cái động từ vô cái câu trên đi. Dễ lắm. Sao đang học mà em để chuông điện thoại vậy? Lại mấy đứa rủ đi chơi đó đúng không? Alo, ai đó? Ngạc nhiên chứ hả? Em Dung nè. Sao cô có số điện thoại của tôi? Đơn giản mà. Cô có tự trọng không vậy? Tôi đã nói không thích rồi mà. Là cô bé đó hả? Ủa? Bộ em gọi điện thoại cho anh cũng không được hả? Tôi đã nói là mai mốt không gọi tôi nữa, nghe chưa? Mà có ai đang ngồi kế bên anh đúng không? Biết làm gì? Đừng có nói với em là bạn gái của anh nha. Thì sao? Nhưng mà anh chưa có bạn gái mà. Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, nghe chưa? Em muốn gặp anh. Không. Gặp em rồi thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Con nhỏ này. Ok, được rồi. Gặp một lần thôi đúng không? Nói được phải giữ lời nghe chưa? Ok ok. Cứ chọn địa điểm rồi thời gian rồi nhắn cho em. Bye bye. Đúng là bị điên mà. Trời, làm gì chửi người ta dữ vậy? Nãy cô nghe sơ sơ thấy giọng bé đó cũng dễ thương mà. Nhưng mà có điều á, hình như mắt con bé đó có vấn đề đúng không? Nghĩ sao mà thích được người đàn ông như em chứ. Ngu mấy đứa nít vậy lạ thiệt. Tệ. Nè. Gì? Cô giúp tôi một chuyện được không? Giúp gì? Là bạn gái của tôi. Em bị điên hả? Ôi, thôi, cô không thích, cô không thích một người học dốt như em. Không phải gu của cô. Tôi sẽ siêng học hơn. À, cái đó là chuyện của em. Tôi sẽ học tốt hơn thiệt đó. Không có liên quan gì tới cô hết. Tôi sẽ gọi cô bằng chị. Giúp. Sao?
Thôi cô đi chỗ khác đi, cô làm tôi ngại quá. Ngại quá hả? Thì cô đi về á. Thôi, ngồi xuống đi. Rồi, được rồi. Nhưng mà nhìn thấy ghê ghê sao á. Dạ không, đi về à. Nhìn cũng được. Nè, tới rồi kìa. Ráng diễn sao cho tốt nha. Em yên tâm đi, diễn suốt là ngày của cô mà. Ngày hôm nay cô sẽ làm con bé đó, bé mà. Ai đây? Hình như tôi với cô gặp nhau rồi đúng không? Đúng rồi đó. Chào bạn, mình là Diễm My. Mình là người yêu của anh Nguyên. Mình học lớp 10, trường Đông Đa đó. Vậy á hả? Anh Nguyên ơi, em đói bụng quá. Ai kêu đồ ăn cho nha. Ủa, không may quen nè. Chứ hai quen nha. Thôi được rồi, đợi anh chút. Gì vậy? Sao tự nhiên lớn tiếng với em vậy? Em tổn thương á, giận luôn. Anh đã nói là chờ anh chút mà. Thôi được rồi. Nha, xin lỗi. Cô thấy rồi đó, đây là bạn gái của tôi. Mốt cô đừng có làm phiền tôi nữa. Bạn gái của anh? Anh không quen tôi để đi quen cái con nhỏ giọng anh ách này hả? Gì vậy? Mày nói gì đó? Tôi nói vậy đó, làm gì tôi? Gì vậy? Tính đánh mày hả? Cô định làm gì bạn gái tôi vậy? Không dám. Hai người ngồi đây chưa búp bê tiếp đi ha. Thấy cô diễn hay ạ. Em làm gì đứng xa cô lẻ vậy? Ôi, cô đúng là mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi á. Cô làm tôi nổi da gà luôn á. Nổi da gà, diễn hay muốn chết luôn. Nè nha, từ đây về sau em phải kêu cô là chị đó nghe chưa? Ừ. Thì để coi thì sao. Cái thằng quỷ này. Hello. Làm giả bộ thôi chứ không có phải người yêu thiệt. À, vậy hả? Chị nói thiệt á. Mày nghĩ tao tin mày hả? Chị nói thiệt mà. Chị với Nguyên không có gì hết trơn á. Thật ra chị giả bộ vậy thôi. Chứ chị lúc nào cũng rất là thích em. Chị rất là thích tình cảm của em với Nguyên. Chị thấy em với Nguyên rất là xứng đôi luôn á. Xứng đôi hả? Mày ăn 10 cái tát của tao rồi tính. Chị nói cái gì 10 cái là hả? Sao bây giờ em mới thôi? Sao lộ cô rồi kìa? Nãy giờ cô đi đâu vậy? Em tìm cô từ nãy giờ luôn á. Giải thích cho nó biết đi là cô chỉ là gia sư của em thôi. Cô không phải người yêu của em. Nói cho nó biết đi nhanh lên. Sự thật có phải vậy không? Không. Đây là người yêu của tao. Tao nói lại một lần nữa, đây là người yêu của tao. Đứa nào đụng đến một cọng tóc, tao không có đi yên đâu. Mày hù ai vậy? Trời. Hôm nay nghỉ học đi. Nghỉ học đi. Ôi, ôi tay em bị chảy máu kìa. Trời ơi. Không sao đâu, nhỏ xíu à. Không sao cái gì, máu chảy quá trời mà nhỏ xíu hả? Nhỏ xíu à, cái gì đâu, bình thường mà. Ôi máu chảy quá trời luôn. Em có cần phải làm vậy không? Chỉ cần nói với tụi nó là không phải là bạn gái là được rồi. Cần gì phải đánh nhau vậy vậy?
Bộ nói vậy là nó tin hả? Ngây thơ vậy. Ui da. Mà mất mớ gì vậy? Em phải làm vậy. Bộ, em lo cho cô thiệt hả? Đâu ra, nằm mơ đi. Tại tôi làm bí mất công phải đưa cô đi đón cô về hoài thôi. Lỡ tay, lỡ tay. Đó, không đau, ồ mạnh mẽ quá. Không đau mạnh mẽ. Lỡ tay. Ê, giờ sao hả? Giờ em muốn sao? Mày, tao ghét nhất mấy thằng học sinh ngoan hiền nghe không? Tính rồi hả? Mày ăn 10 cái tát của tao rồi tính, dính lại. Mày, cái mặt mày ngơ ngơ hả? Nhanh. Nhanh lên. Alo, công an phường phải không? Dạ chú ơi, ở đây hết có một cái nhóm đầu gấu đang thấy học sinh khác đó chú. Dạ dạ, chú tới đây liền nha. Ê, gọi điện cho ai vậy? Hả? Nó có được điện cho ai đâu. Ê tụi bay, con nhỏ này gọi điện cho công an nè. Không có, không có gọi điện cho ai hết á. Ra vậy? Không có gọi điện cho ai hết. À, nhìn mày quen quen. Như mày là con bé quen với thằng Nguyên đúng không? Không phải, không phải nha, không phải tôi, không phải tôi. Là nó chứ là ai nữa. À, nhân đây, tụi tao có cho thằng bồ mày mượn một số tiền. Bây giờ, trả tiền ngay cho tụi tao đi. Không có tiền, nè. Đưa tiền đây. Nè, nè, tụi bay đứng yên. Nè, tụi bay, thôi nha. Có biết hả, anh của tôi là ai không? Anh của chị là hơi bị dữ dằn luôn á, là Trần Hồng Phúc. Cao 2 mét đó nha, hơi bị đô con, dở dở đó. Tin gọi một cái là anh chị tới đây. Tụi bay, Mày coi chừng tao nha. Mày ăn đòn không? Gặp lần nữa không có tha đâu á. Cảm ơn em nha. Muốn gặp mấy chuyện này phải gọi cho tôi nghe chưa? Cô biết rồi, nãy gọi không kịp. Gì vậy? Trời nắng vậy nè, con gái ra đường phải biết che chắn một chút chứ. Đi. Nếu như mà nó không thích bộ thì làm sao nó dễ bộ? Mà đã là thích dược á thì không thể nào dễ chanh được. Vô đây cũng bắt gốc nước hết vậy. Bực mình muốn chết. Đòi em sinh ra để gốc nước thì sao? Vụ gì? Nè, vụ gì nói nghe coi. Ai làm cho em ra như vậy? Tôi nghĩ á là thằng nhóc ấy nó không có xấu như vậy đâu. Không dám đâu nha. Tại vì bà chưa có tiếp xúc với nó, chưa gặp nó, chưa nói chuyện với nó đâu. Cái thằng này nó càng ngày nó càng hỗn láo, sức sượt. Tôi ăn rồi tôi rớt bánh, nó kêu lụm lên ăn đi. Thằng nó hỗn hào vô cùng luôn á. Trời đất ơi, cái thằng gì mà nó hỗn xược vậy? Anh nói em bao nhiêu lần rồi, vô cái là phải dằn mặt nó liền, chặn họng nó liền. Em làm vậy bây giờ nó leo lên đầu em ngồi, thấy chưa? Anh Quốc, hay là anh Quốc dằn mặt nó cho em đi. Anh đó hả? Ừ, anh nói đúng á. Đáng ra ngay từ đầu em phải dằn mặt nó liền rồi nó mới sợ. Để giờ nó không có ỷ lại, nó ăn hiếp em vậy. Thôi được rồi, dù gì em cũng là em của anh, để đó cho anh. Em cảm ơn anh Quốc. Ừ, nhưng mà em nghe nói á là cái thằng nhóc đó nó đánh nhau giỏi lắm đó. Vậy hả? Ừ, thôi mấy chuyện của ai tự người đó giải quyết đi. My ơi, giờ anh nói với anh không ra mặt cũng được, hay là anh gọi điện thoại dằn mặt nói cho em đi. Là anh gọi anh chửi nó hơi đúng không? Đúng rồi. Thôi ok, cái đó là nghề của anh em. Dạ, gọi liền, gọi liền cho anh. Thằng này nay phải dạy cho nó một bài học. Nghe đi, nghe đi, em bấm rồi đó, em bấm rồi đó, em bấm rồi đó. Alo, cái gì vậy? Alo, sao hỏi có phải Nguyên không? Ừ, tôi nè, ai đó? Tôi là Diễm Phúc 69, anh của Diễm My 96. Thì sao? Cái đó cái gì? Không có chủ ngữ vị ngữ luôn đó hả? Thì sao? Tôi gọi điện cho cậu để tôi nói cho cậu biết, Diễm My 96 là em của tôi. Dù gì cũng là gia sư của cậu, cậu là học trò của nó. Ít nhất cũng phải tôn sư trọng đạo, kính trên nhường
chơi biết chưa? Vẫn còn sức sược hả? Nè, nói cho cậu biết nha, bắt đầu từ bây giờ trở đi phải tôn trọng con My em của tôi. Tôi mà nghe nó về nói một tiếng nữa nha là cậu nha không biết đi về đâu luôn nha. Cát bụi sẽ trả về cát bụi đó. Khốn hồn mà nghe đi. Ừ anh. Hả? Sao rồi anh? Nghe giọng nó có vẻ giọng nó sợ không? Giọng nó run rẩy, nó sợ mình chưa? Nó cúp máy từ nãy rồi. Anh em nhìn cùng đều như nhau. Nhưng mà nó rất sợ anh với vẻ hoảng loạn. Khi nào em mà gặp nó em nói lại y chang những gì nãy giờ anh nói. Em biết rồi, giờ nó có hoảng loạn hả? Nó sợ hả? Trời ơi, hay quá anh Quốc ơi. Mấy vậy là nó sợ anh rồi nè. Ba cái đồ quỷ này. Biết vậy hả? Ngay từ đầu á em nhờ anh á nói chuyện điện thoại hả? Dằn mặt nó cho em rồi. Đâu bây giờ em còn ai không? Đưa đây anh chửi luôn cho. Hết rồi. Đó được không? Dạ. Cần cứ kêu anh một tiếng nha. Không gặp mặt là được. Nó sợ rồi, nó sợ rồi. Câu này chọn câu C đúng không? Sao cô nhìn tôi? Hôm qua em có nhận được cuộc điện thoại của anh cô không? Có, thì sao? Chắc em sợ lắm đúng không? Tại vì anh của cô á, lúc nào cũng chỉ thích đánh nhau thôi à. Cô nói hoài mà anh không có chịu nghe. Chắc là em sợ lắm hả? Thì sao chứ? Em biết không, anh của cô á, tốt nghiệp trường thể dục thể thao đó. Cho nên á, giỏi dữ lắm luôn á nha. Hình thể rất là tốt, đặc biệt á, là biết rất là nhiều loại võ luôn. Nè, judo nè, karate do nè, ronaldo nè, aikido nè. Khoan, rất... cái gì ronaldo? Ronaldo là cầu thủ đá banh mà. Ronaldo gì? Thì nãy cô mới nói đó. Có đâu, cô nói cái võ mà. Vậy chứ cái võ gì mà đồ? Võ mà... đồ đó. Cái võ mà đá lưỡi lên khó đọc. Đồ đó. Võ gì kỳ vậy? Một trăm mấy loại võ lận, làm sao mà em biết được. Làm gì có môn võ đó. Có mà. Nói chung là giỏi dữ lắm. Mà cao 1m9 đó nha. Rồi, vậy thì sao? Mà ngoại hình của anh của cô là người ta nói là giống Michael Jordan lắm đó. Cho nên á, ảnh có biệt danh là Jordan Trần. Jordan Trần. Tôi không cần biết ông Jordan là ai hết á. Chắc là em sợ lắm đúng không? Chắc em sợ lắm đúng không? Thôi em đừng sợ nữa. Để cô dạ, cô nói với anh của cô đừng có làm vậy nữa. Yên tâm đi, ảnh nghe lời cô lắm. Ủa sao cô nói là ảnh không nghe lời cô? Cô có nói vậy hả? Hồi nãy cô mới nói đó. Em thì bị điên, còn anh bị khùng. Hai người định giỡn mặt với tôi hả? Nè, em nói chuyện với cô kiểu gì vậy? Em có tin đó là cô kêu ảnh cho em một trận không? Vậy cô cho tôi hình đi. Cái anh gì Michael Trần gì đó. Chắc chắn anh em ruột phải có hình chứ, đúng không? Tại vì anh cô đàn ông lắm, không có thích chụp hình. Vậy chết hình đâu thờ. Dám nói vậy hả? Được rồi, em muốn coi hình đúng không? Ừ. Ngày mai cô đem hình anh cô cho em coi. Nhớ nha, mai đem. Câu này cô xê đúng không? Bây giờ phải kiếm đâu ra người 1m9 nè. Cơ bắp cuồn cuộn lên rồi khứa muối là phải muối nhiều muối lên mới được. Thôi được rồi, dù gì cũng là bạn của em, anh sẽ chỉ giúp em lần này thôi đó. Chụp hình anh đi. Ghê quá à. Anh nhìn giống như là heo sữa vậy á. Cái bụng thì gớm thiệt luôn á. Chứ bây giờ nhà mình còn ai nữa đâu mà. Không chịu thì thôi chứ. Thôi mà anh, em không thể nào để cho thằng nhóc nó thấy mặt anh được. Không thấy mặt cũng được. Nhưng mà miễn sao là phải cơ bắp cuồn cuộn lên. Cuồn cuộn rồi bóng bẩy lên, hiểu chưa? Mất ra mọi người. Dạ yeah, hả? Hôm nay anh đi làm vậy có vui không? Ôi, mệt nhưng mà rất là vui luôn á. Anh xin lên. Hả? Dạ mày. Chụp với em tấm hình nha. Chào mày đó, ok. Cái niệm ngày đi làm của anh đúng không? Dạ. Ê, cái gì mày? Không phải, chứ phải chụp hình bình thường đâu. Chụp hình mà phải xây muối á. Phải thấy muối đó mọi người, phải chụp hình mà phải thấy muối á. Được. Thấy muối đó. Mà bạn bè giúp nó đi. Mày, không được. Mày làm cái gì? Cởi áo ra. Cởi áo ra đi. Cởi áo ra. Không được. Cởi áo ra. Không được.
hình của anh cô đó, khỏi thắc mắc nữa nha. Ủa sao chụp hình phải cởi áo vậy? Thì tại vì lúc này anh của cô đang tập thể dục, cô vô cô chụp hình thôi. Mà cô nói cho em biết, cô phải cản anh cô lắm đó, cho nên anh cô mới không qua đây cho em một trận đó, nghe chưa? Cho tôi một trận hả? Ừ. Nè, từ đây về sau, không có muốn bị anh cô cho một trận thì phải nghe lời cô, phải kêu cô bằng chị, phải kêu cô bằng chị đó, biết chưa? Thì thử đánh đi rồi biết. Cái thằng này, nói chuyện thái độ đó với cô nữa hả? Cô gọi điện thoại mét anh cô bây giờ. Sợ rồi chứ gì, sợ bị đánh như tử đúng không? Bởi vậy cho nên cô sẽ không có gọi đâu, em ngoan là được. Cô gọi đi, đánh nhau thôi mà, có gì đâu phải sợ. Ôi, cô chỉ cần bấm một cái là chưa đầy 5 phút là anh cô có mặt ở đây cho em như tử luôn rồi đó. Như tử? Ừ, thì cô cứ gọi đi, để coi như tử tới đâu. Gọi đi. Anh chết em luôn đó. Cô không có can được đâu á nha. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Sẵn gọi cho ảnh, hẹn luôn chỗ là tối nay 9 giờ tại công viên gần nhà. Em gặp anh hả? Ừ, gọi đi. Anh cho em chết luôn. Gặp. Nè, sống hay chết thì gặp nhau mới biết. Gọi đi, 9 giờ tối nay gần nhà. Còn nếu mà ảnh không xuất hiện, ảnh là đồ hàng. Gọi đi. Ông nói tôi nói cho. Thằng này đúng là trẻ trâu thiệt chứ. Bây giờ sao đây ta? Tới lúc này rồi mà nói ra sự thật á, nhục lắm luôn á. Ta kiếm cái lỗ đồ chui quá à. Mà làm cái gì mà ghê vậy? Sao cái lỗ cũng không có che nổi nỗi nhục này của tôi nữa. Sao đây? Ai kêu từ đầu em hả? Nói gió làm chi? Bây giờ phóng làm nó theo làm chứ. Ừ. Mà nhóc nó quá quá thiệt ha. Còn gì nữa? Mày cũng đâu có muốn vậy đâu. Bây giờ mình nhờ ai đó đi cùng được không ta? Sao mà được? Cái giọng thì của anh Quốc, body thì của anh Julian, mà cái mặt á thì là của tôi. Sao mà ai đi cùng được? Ghê quá. Đúng rồi hả? Sao mình không kiếm được cái cách này sớm hơn vậy ta? Cách gì? Gì? Lần một nha. Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Không được. Bị hiền quá à. Bây giờ anh phải hung dữ lên. Lên gì nè. Tại anh tính nể nang nó xíu á. Thằng này nó dữ lắm, anh phải giữ hơn nó mới được. Nể được hả? Lần hai nha. Ok. Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Được, chị nghe này nha. Tiếp. Ơ mà My ơi. Hả? Anh suy nghĩ là mình gặp nhau trực tiếp mà. Mình thu âm như vậy á, nhiều khi nói chuyện đâu có khớp đâu. Đâu có sao đâu, nó muốn nói gì nó nói, mình nói theo ý mình là được rồi. Nhưng mà nhiều khi nó nói cái câu kia, cái mình nói cái câu này vô nó không có khớp làm sao mình. Bây giờ vậy nè, cứ để cho nó muốn nói gì nó nói đi. Xong rồi sau đó anh sẽ nói, đủ rồi. Rồi bắt đầu nói những cái gì mà mình muốn là được rồi. Trời ơi. Sao em thông minh quá vậy My? Ủa tính ra là cái chữ đủ rồi là nó hợp với tất cả những câu còn lại luôn á. Thế còn gì nữa? Vậy mới biết hả? Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Đủ rồi. Sau này nếu không nghe lời em gái tôi thì chết với tôi. Đủ rồi. Sau này cậu phải gọi Diễm My là chị và phải nghe lời nó, hiểu chưa? Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôm hôm thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Bây giờ hết nha. Chiến thôi. Em bớt ăn lại đi nha My. Anh chịu. Ở đây đi ở đây. Mệt quá. Trời ơi. Cao hơn cây kia luôn rồi kìa. Mấy giờ rồi? Bây giờ 8:40 rồi. 8:40 hả? Ừ. Còn sớm. Cho em nghỉ xíu đi. Cảm thấy chuột rút quá. Giờ nghỉ sao? Xuống. Được không? Được rồi. Nghỉ xíu đi, mệt quá. Nóng quá. Anh dạ, anh làm em đi mà như tập gym vậy á.
Nó bị rặn á, bây giờ đau quá. Bị rặn rồi đổ thừa ẵm em nữa. Để anh xíu, anh đi toilet cái nhà, đợi anh xíu nha. Mọi người bình thường. Nhanh nhanh nha, tranh thủ quá nha. Đợi xíu, đợi xíu. Ôi mệt quá. Sao mình cực quá vậy trời. Đưa quạt cho. Mày ơi, mày Nguyên nó tới rồi kìa. Sao nó tới sớm rồi vậy? Bây giờ sao nó lại vậy? Đợi em. Không kịp đâu, không kịp. Anh là Trần Diễn Phúc đúng không? Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Anh nói chuyện gì kỳ vậy? Mới gặp nhau sống chết là làm sao? Đủ rồi. Sau này nếu không nghe lời em gái tôi thì chết với tôi. Anh hù tôi hả? Nè, cứ mỗi lần tôi đang nói chuyện là anh chen vô là sao? Đủ rồi. Sau này cậu phải gọi Diễm My là chị và phải nghe lời nó, hiểu chưa? Anh nói chuyện ngộ à. Anh là ai vậy? Ai biết anh là ai không? Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Anh hù tôi hả? Nè con ngon, đánh tôi đi. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Anh quá đáng lắm nha. Từ nãy giờ anh kiếm chuyện tôi hơi nhiều á. Sao? Đánh đi. Đánh đi. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đừng có tới. Đừng có tới mà. Sao nhìn quen quen vậy? Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Thì ra là cô hả? Cô đang làm gì vậy? Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Chào cô Trần Diễm Phúc. Cô Trần Diễm Phúc đến rồi à. Bộ cô Trần Diễm Phúc thích người ta kêu chị đến như vậy sao? Thôi đủ rồi. Học đi. Chị ơi. Chị à. Kêu chị. Chị. Thật là nghiện miễn quá đi. Tôi không thể nào kêu chị bằng chị được. Thôi kêu chị bà điên đi như cũ đi. Cái thằng quỷ này. Giờ sao mà học nhanh lên. Ok, nếu chị Trần Diễm Phúc thích như vậy. Hôm nay mình học cái gì nè? Coi Trần Diễm Phúc hả? Chẳng còn thời gian để...